Sơn Anh Shop xin chào các bạn. Mình vừa làm xong một chiếc xe Winnie X của một vị khách rất là đặc biệt ha. Đó, vị khách này lên một ổ khóa Smart Key Jean Honda Model SH 300i các bạn nha, có tính năng chống cướp luôn các bạn. Đó, đây là cái remote của SH 300i, mình đã làm lại tính năng chống cướp các bạn nha. Đó, được công ty Hyperion làm lại tính năng chống cướp. Jean của nó thì không có tính năng chống cướp các bạn, có tính năng nhận diện thôi, các bạn lên xe các bạn chạy rồi. Đó, thì muốn làm an toàn thêm thì mình nâng cấp lên thôi các bạn. Đó, đây là ổ khóa Smart Key, có nghĩa là cái remote này các bạn là gần 2m chiếc xe, cái xe nhận diện được các bạn mở, khi bạn mở lên thì xe sáng đèn, các bạn đề máy bình thường các bạn ha. Đó, cái là ok luôn, cái là tuyệt vời. Giờ mình tắt máy nè. Đó, tắt máy các bạn gạt lên một ngách thì các bạn sẽ mở yên được ha. Đó, mở yên được các bạn nha. Rồi, các bạn có thể tắt hết thì các bạn khóa mở yên luôn, tắt hết thì các bạn khóa mở yên nè các bạn. Rất là nhiều anh em làm ha, rất là nhiều anh em qua cửa hàng của mình làm thì vị khách này làm full tính năng. Đó, tính năng nè, ví dụ như mình phá chống dắt, các bạn bấm vào cái chìa khóa nè. Đó, các bạn bấm, xin lỗi các bạn, cái robot này mình chưa mở nguồn nè, mình bấm nè các bạn. Đó, đó, bấm vào thì tiếng còi chống trộm nó kêu tít tít hai lần ha, và nó sẽ hiện tại là đang mặc định tính năng chống dắt. Khi các bạn lắc cổ đầu tiên thì nó sẽ báo hiệu đèn xi nhan, nếu mà các bạn cố tình các bạn đụng nữa hoặc ăn cướp thì nó sẽ kêu tít tít như thế này, nếu mà cố tình đụng thêm tiếp. Đó, thấy không? Rất là nhạy, rất là ok, giúp các bạn bảo vệ an toàn cho chiếc xe của mình ha. Đó, rất là đặc biệt luôn. Cái này có tính năng tắt nguồn và mở nguồn, nhập mã ID, chống cướp ha, rất là nhiều tính năng hay. Rồi bây giờ mình thử thì làm vị khách này làm ổ khóa Smart Key thì không có thiếu bộ led Audi, thì rất là nhiều anh em làm ha, còn thấy không? Đó, đụng nè, cố tình đụng thêm nè. Đó, đó, rất là sáng luôn các bạn, led Audi này rất là sáng ha. Đó, đó, quá tuyệt vời luôn. Đây là tính năng chống dắt nha các bạn. Giờ mình mở tính năng chống dắt nè, chiếc xe, cái hình chiếc xe các bạn thấy không, hình chiếc xe nè, mình bấm vô hình chiếc xe rồi là nó tắt tính năng chống dắt nha các bạn ha. Tắt tính năng dắt thì bây giờ thí dụ như mình đi xa khoảng 2m thôi, đi xa khoảng 2m là nó không nhận diện được chủ xe, gần 2m thì nó sẽ không cho mình mở khóa nha các bạn nha. Giờ mình thử các bạn xem nè. Nè, em ơi, thử anh luôn em. Đó, rất là hay luôn. Hiện tại rất là nhiều anh em làm ha. Đó, bây giờ mình đưa remote cho người em của mình đi xa khoảng 2m. Rồi, đứng ngay chỗ đó cũng được em, đứng ngay chỗ đó thôi. Đó, đứng ngay chỗ đó đó các bạn. Rồi, bây giờ mình mở nè, nhấn nè. Đó, không có lên đèn luôn, nếu mà các bạn cố tình các bạn dặn cũng không được ha, rất là hay. Thì bộ này nó chống cướp, chống trộm tuyệt đối luôn các bạn. Đó, thí dụ như bây giờ mình lại gần em, mình đang lưu thông trên đường đi, rồi em của mình lại gần nè. Cái remote này là hiện tại là mình mở nguồn mình sẽ mới xài được các bạn nha, mình kích hoạt mới xài được. Còn chút xíu mình sẽ thử luôn các bạn xem. Thì nếu mà cái remote này gần phạm vi 2m trở lại thì các bạn chỉ nhấn vào thôi là nó sẽ hiện đèn xanh lên, các bạn đề máy bằng chạy ok. Quá tuyệt vời luôn. Đó, ok, quá tuyệt vời luôn ha. Đó, tắt máy xuống nè các bạn. Đó, tắt máy nè. Thí dụ bây giờ có tính năng rất là hay, tính năng chống cướp đi. Các bạn đang lưu thông trên đường ha. Đang lưu thông trên đường mà ăn cướp nó giật xe mình, nó chạy, các bạn nó hành hung, nó lấy xe mình á. Nó lấy xe mình á. Thì mình nói chung là cái mình bỏ xe và mình giữ toàn tính mạng của cái mình là tên nhất ha. Đó, rất là ok luôn, nấm xin xi nè các bạn. Đó, nấm xin xi nha, màu xanh nha, rất là đẹp luôn, ổ khóa Smart Key Jean chính hãng Honda. Đó, ok, quá tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ mình thử tính năng chống cướp các bạn nha. Khi mà remote đi xa khoảng chừng 20m, đó, chống cướp là 20m các bạn nha, chống trộm là 2m. Ok, em ơi, cầm remote đi xa giùm anh 20m em ơi. Đó, mình quay thực tế luôn các bạn xem, mình quay thực tế luôn á, không có cắt sửa gì hết á, mình quay thực tế luôn. Đó, thì cái này các bạn mở nguồn lên các bạn mới xài được các bạn nha, mở nguồn lên các bạn mới xài được.
bạn mang nhấn vào đây là 4 giây nè, mở nguồn lên các bạn mới xài được. Hiện tại giờ là vô hiệu hóa với lại bộ chống trộm, mình chưa mở nguồn lên. Đó. Thì em mình đã đi gần 20 mét nha các bạn, nó chuẩn bị tắt hết điện đó. Máy đang nổ. Không nhận diện được remote gần thì tắt hết điện các bạn. Đó, xi nhan chớp lên liên tục luôn các bạn ha. Chớp liên hồi luôn, xi nhan chớp liên hồi luôn. Xi nhan chớp lên liên hồi luôn ha. Nhìn bên ngoài rất là chất các bạn quay quay phim thì nó sẽ màu nó hay lè lè xíu ha, ngoài ngoài màu rất là chất đó. Khi mà remote lại gần 2 mét nè các bạn, khi remote gần 2 mét thì nó điện đài thì có đầy đủ hết cho mình lưu thông tiếp đó. Ok đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tắt nguồn và mở nguồn ha. Đó, thí dụ như các bạn tắt nguồn các bạn nhấn giữ, mình mở nguồn mở nguồn lên nhấn giữ khoảng 4 giây thì hiện sáng xanh lên 5 lần, chớp chớp 5 lần. Thì hiện tại là mình các bạn bấm, các bạn xem thử coi nó có kích hoạt chưa, các bạn bấm ra màu xanh là hiện tại nó đang là mở nguồn các bạn nha. Đó, hiện tại nó đang kích hoạt cái này luôn nè các bạn. Đó, ví dụ như các bạn muốn tắt nguồn á, các bạn nhấn giữ tầm khoảng 4 giây luôn. Nó sáng xanh, sáng đỏ mờ xuống. Nè, sáng đỏ mờ xuống. Đó, hiện tại đang tắt nguồn luôn, các bạn bấm ra màu đỏ là hiện tại nó không nhận diện được chiếc xe. Máy đang nổ là dù cho các bạn bấm cũng không có tính năng gì các bạn nha, nó chỉ có năng chống cướp thôi. Khi máy đang nổ là ví dụ như ăn cướp giật xe mình nó chạy thì nó sẽ tắt máy trong phạm vi 20 mét, không nhận diện được remote ha. Ok, quá tuyệt vời luôn. Thì hai cái này là đang hoạt động nè các bạn đó. Ok đó, rồi mình xin phép hướng dẫn các bạn nhập mã ID nha, nó có nhiều tính năng rất là hay. Mã ID này giúp mình khi bị mất remote, mất remote này hoặc remote này hết pin, nói chung là những trường hợp xấu mình có thể mở mã ID mình chạy được, không cần đến remote luôn các bạn, không cần đến remote luôn ha. Giờ mình thử các bạn xem ha, giờ mình thử tắt nguồn luôn, tắt nguồn luôn nè. Đó, tắt nguồn luôn, nó sáng xanh sáng đỏ mờ xuống ha, sáng đỏ mờ xuống nè các bạn. Đó, sáng đỏ mờ xuống. Ok, giờ mình bấm nó không có ăn nữa, thấy không? Đó, mình bấm nó không nhận diện được chiếc xe nữa. Thì cái bộ này là không có remote không hoạt động thì chiếc xe nó giống như vô hiệu hóa luôn, nó không hoạt động giống như remote luôn, nó tắt nguồn rồi đó. Giờ thí dụ như ăn trộm nó lại chiếc xe mình nó hoặc là mình luôn nữa, đi chăng nữa đó, mình xoay vòng vòng luôn, nó không có điện thôi các bạn ha, không có điện nó không bắt điện được ha, nó không bắt điện được nè các bạn. Giờ mình nhấn vô cũng không có lên đèn xanh, nó không cho phép mình chạy ha. Đó, thấy không, xoay vòng luôn không có điện ha. Thì mã của hồ hồi nãy là mình đã cài rồi các bạn nha, mình đã cài mã của hộ rồi ha. Thì chỉ có mình một chị chủ xe với mình biết thôi. Giờ mình nhập mã của hộ bằng các bạn xem nè, nhập mã của hộ nè, nãy cài là 1 2 3 4 các bạn nha. 1, bạn nhấn nhả gần cái đó, 1 2, nghe kêu tít tít 2 lần các bạn nha, nó 2 đó các bạn. 1 2 3 đó, 1 2 3 ha, 1 2 3 4 rồi. Xin lỗi các bạn, nãy mình bấm lộn cái số 3 lên số 4 nha. Giờ mình bấm lại nha. 1. Mã của họ mình là 1 2 3 4 nha các bạn. 1 nè, 1 2 2 đó các bạn. 1 2 3. Đó. 1 2 3 4. Đó, ok. Thì lúc này nó nghe tiếng chuông như thế thì nó sẽ cho phép mình lưu thông các bạn nha. Nó cho phép mình lưu thông. Ok, khỏi cần đến remote luôn các bạn. Đó, rất là ok ha. Thì lúc này các bạn sẽ qua cái cửa hàng mà lắp cái ổ khóa cái này nè. Các bạn làm lại bộ mới các bạn nha. Làm lại bộ mới vẫn được các bạn nha. Đó, làm lại bộ mới thì khỏi cần mã gì hết. Ví dụ như hàng Honda các bạn chưa có làm lại thì nếu mà bị mất remote thì thay luôn cái ổ khóa luôn. Nếu mà mình không nhớ số mã series trên đây thì sẽ thay luôn ha. Còn cái này thì rất là ok, mất remote mình có thể cài lại được, làm lại remote mới được. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Rồi mình xin phép quay đằng trước luôn, quay đèn đằng trước các bạn xem đó, rất là đẹp luôn các bạn. Rồi nhấp số 1 mình to đi chút đó, cái mở số 1 các bạn rất là sáng luôn các bạn ơi. Đó, số 1 nè. Rồi số 2 đi chú ơi, số 2 đó, số 2 màu đỏ nè các bạn, xi nhan đi chú đó, xi nhan đổi thành màu vàng. Rồi số 3 đi, số
thứ ba màu tím các bạn. Cái là sáng. Các bạn thấy đèn zin không? Đèn zin nó mình áp cái đèn zin luôn, cái là sáng á. Sáng ghê. Số 4 này chứ. Rồi, số 5. Wow, số 5 màu vàng chanh. Rồi số 6. Rất là ngầu luôn, hiện tại rất là nhiều các bạn xài, tại vì cái bộ này á mình làm là giữ zin hết, với lại ổ khóa xe bắt cây luôn, không cắt xe điện hết nha. Rất là ok. Sau này mình có thể về zin rồi an toàn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Các bạn nào làm xin liên hệ cửa hàng mình, địa chỉ 234 đường Bình Long, quận Tân Phú. Số điện thoại mình là 0963 357 4901. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.